Xin chào các bạn, mình là Khoa, chuyên viên kỹ thuật của công ty OneCat Việt Nam. Thì ở video này, mình đã chia sẻ cho các bạn thêm một cái mẹo nữa khi mà các bạn thao tác trong môi trường Rowin. Và đó chính là cách để các bạn sử dụng tính năng Sketch Only trong môi trường Rowin. Thì như chúng ta thấy, ở đây thì mình đang có một cái file Rowin, một file bản vẽ của cái chi tiết này. Thì thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng là tính năng là Dimension để chúng ta dim kích thước cho các chi tiết của chúng ta, ví dụ như là cái kích thước 298 này ha. Tuy nhiên đối với một số những kích thước á, mà chúng ta sẽ không chọn trực tiếp được trên cái sản phẩm của mình, trên cái thiết kế hoặc là trên cái bản vẽ, thì chúng ta phải cần tạo thêm những cái đường sketch phụ. Ví dụ như mình sẽ cần đo góc giữa hai cái đường nối tâm giữa hai cái bu lông này, thì chúng ta để ý là do hai cái cạnh mép bên hông nè thì đang tạo với cái góc ở cái đường tâm ở giữa, một cái góc nhỏ, nên là nếu mà chúng ta đo từ hai cái cạnh mép thì nó sẽ không đúng. Vì vậy chúng ta bắt buộc phải tạo một sketch. Thì tương tự thì chúng ta cũng chọn là sketch nè, và chúng ta chọn trên cái view này. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng line nè để chúng ta tạo hai cái đường nối tâm ha. Bên đây tương tự, mình sẽ vẽ hai đường nối tâm giữa hai cái bu lông này, finish sketch. Và chúng ta cũng sẽ sử dụng lệnh dimension để chúng ta đo kích thước góc ha. Mình chọn đường này và chọn đường này, đấy ha. Rồi, thì các bạn thấy ha, khi mà chúng ta đo xong thì chúng ta sẽ có hai cái đường sketch hiện trên cái view của chúng ta. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì các bạn sẽ không cần hiện hai đường này, thì các bạn có thể vào trong cái case đó và các bạn kích vào hai đường này. Sau đó chúng ta sẽ chọn chế độ là sketch only. Thì với cái chế độ sketch only này thì hai đối tượng này chỉ hiện trong cái môi trường sketch thôi. Khi mà chúng ta thoát ra môi trường sketch thì hai đối tượng này sẽ không có hiển thị nữa. Mình finish sketch thử ha. Đó, thì các bạn thấy ha, hai cái đường của chúng ta đã mất rồi. Tuy nhiên chúng ta đã từ hai cái đường đó để đi được cái góc là 115,61 độ này. Mình sẽ thực hiện thêm một cái ví dụ nữa. Ví dụ như bây giờ mình sẽ đo một cái kích thước bất kỳ đường xéo trên hai cạnh này. Nếu mà chúng ta không có vẽ sketch thêm á, thì sẽ rất khó thực hiện. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ chọn sketch nè, và chúng ta vẽ trên đây ha. Mình sẽ vẽ một đường line từ đây tới đây. Rồi, finish sketch nè. Và chúng ta sẽ dùng lệnh là dim. Để chúng ta dim ha. Ví dụ như mình dim cái đoạn này. Rồi. Mình đi. Rồi, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ chỉnh lại cái đường sketch này thành là đường thành là sketch only ha. Chúng ta finish sketch nè. Đó. Thì chúng ta thấy là bản vẽ chúng ta sẽ được trình bày tự nhiên hơn, mà sẽ không có phải để thêm cái đường sketch ngay vị trí đó. Và cái tính năng sketch only này sẽ giúp các bạn trong rất là nhiều những cái tình huống khác nhau để các bạn có thể trình bày cái bản vẽ, cái tài liệu thiết kế của mình một cách chỉnh chu và nó phù hợp nhất với cái nhu cầu của mình. Và đó là cách mà các bạn có thể sử dụng tính năng sketch only trong môi trường Rowin. Các bạn có thể để lại các thắc mắc cũng như là những cái ý tưởng cho tiếp trích bên dưới phần comment. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.